Sẽ có hai bản tù. Thì bản tù thường là nó sẽ một bản nó sẽ tích điện dương ấy. Một bản nó sẽ tích điện dương và một bản nó sẽ tích điện âm. Kiểu như vậy ha. Bên này nó sẽ tích điện âm các bạn. Mục đích của hai bản tù này để nó tạo ra một cái điện trường. Và các bạn điện trường thì nó sẽ hướng từ điện tích dương sang cái điện tích âm nha các em. Đó, kiểu như vậy ha. Vẽ trên này nó không có ấy lắm. Bây giờ một cái hạt bụi mang cái điện tích dương. À, một cái hạt bụi mang cái điện tích dương thì lúc đó nó sẽ chịu tác dụng của cái gì nè. Như vậy thầy phải đặt ngược lại ha. Thầy phải đặt bên này là bản âm này các em này. Bản âm này. Bản bên này là âm này nha. Còn không thôi nếu mà thầy đặt cái bản tích dương á thì do cái quý của các em này. Quý của các em dương cho nên ép nó sẽ cùng chiều với E. Dạ, lực ép tác dụng vào cái hạt bụi này nó sẽ cùng chiều với E. Cho nên khi đó nó sẽ đẩy cái điện tích dương theo hướng xuống. Cho nên là nó không thể nằm lơ lửng được nha các em. Cho nên là ở bên này phải là bản dương. Bên này phải là bản dương. Và bản bên kia là phải là âm nha. Như vậy khi đó cái chiều á, cái chiều của các cái vector cường độ điện trường này, này nó sẽ ngược lại nha các em. Nó sẽ ngược lại hết ha. Tức là nó sẽ hướng từ dưới lên trên. Và lúc đó cái điện tích của các bạn á sẽ chịu tác dụng của một cái lực ép nhé. Hướng từ dưới lên trên. Ngoài ra cái hạt bụi này có khối lượng nhé. Hạt bụi này có khối lượng. Cho nên là nó sẽ chịu tác dụng của trọng lực. Chịu tác dụng của trọng lực P. Ở đây các em sẽ có điều kiện cân bằng rất là đơn giản như sau. Điều kiện cân bằng. Thì muốn cái điện tích quy của các bạn nằm cân bằng nhé. Muốn cái điện tích quy của các bạn nằm cân bằng. Thì khi đó tổng hợp lực tác dụng lên cái gì đó. Cái điện tích này. F. À, chính là bằng gì đó. Hoặc là F ở đây là lực của cường độ điện, lực của điện trường tác dụng lên cái điện tích. Cộng với cái trọng lực P này. Phải bằng không nhé. Phải bằng vector không các em. Từ đây suy ra cái F của các em ấy phải bằng trừ P. Còn về mặt độ lớn, về mặt độ lớn thì các em sẽ có gì nữa? Sẽ có F này thì chính là bằng Q, trì tuyệt đối của Q nhân với E. Còn P thì các bạn biết là chính là bằng M nhân với G đúng không? Và D đang yêu cầu các bạn là gì đó? Tính khối lượng nhé. Yêu cầu là tính khối lượng của hạt bụi. Cho nên lúc này các em sẽ có gì? Suy ra N của các em chính là bằng trì tuyệt đối của Q nhân với E chia cho G. Rất là đơn giản đúng không các em? Như vậy bằng 4 nhân với 10 một trừ 4 ở trừ 10. E của các bạn là bằng 4.900. 4.900. Chia cho G của các bạn là bằng bao nhiêu ạ? Bằng 9,8 các em. 9,8. Thì cái này có lẽ là được bao nhiêu? Các bạn bấm coi nào. Đơn vị ra sẽ là kg nha các em. Các bạn bấm ra được bao nhiêu kg ạ? Bấm giúp nào. Em bấm giúp coi được kết quả bao nhiêu ạ? Làm việc đi nào, cầm máy tính ra. Chứ là kỹ năng tính toán nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Cho nên là các bạn phải bấm máy đồ đàng hoàng đấy. Chứ vào bằng biệt bấm cái 10 mũ trừ bao nhiêu nữa thì cũng chết. À, cho nên bấm máy nào, bấm máy nào. Sách ở Huế in rồi nhưng mà gì đó xe cổ nó đang dịch
nó không có chịu vận chuyển cho các bạn. Sách có rồi, sách thầy thì bây biết rồi, nó in từ Huế gửi vào, giờ ở đây in cái kiểu đó nó cũng chịu in cho. Bấm kết quả bằng mấy nào? Tôi nghĩ là sẽ có số 2, nhưng mà tôi không biết là bao nhiêu. 2 nhân với 10 một trừ 7. 2 nhân với 10 một trừ 7. 2 nhân với 10 một trừ 7. Thì các bạn viết thân là bằng 0,2 nhân với 10 một trừ 6 kg nha. À, thì đây là kg nhé. Đó, như vậy là bằng cái gì nè? Các bạn đổi sang microgram coi nào. 1 kg thì bằng 1.000 gram. À, bằng 1.000 gram ha. Cho nên ở đây 11 trừ 7 thì cái này sẽ được là 0,2 nha các bạn. À, microgram, đơn vị rất là nhỏ ha, cho nên các bạn được kết quả là, kết quả lúc này của các bạn chỉ là D ha, D cả em ơi, 0,2 nhân với 11 trừ 6 ha. À, thì chỉ là bằng 0,2 microgram. À, ở đây thầy viết hơi xấu xí là microgram, thì người ta viết sẽ là gọn là như thế này thôi. Đấy, xong. Nhớ cách đổi đơn vị nha. Như vậy là 1 kg hoặc là gì đó, 1 microgram thì bằng 10 mũ trừ 6 kg. Ok, đơn giản vậy. Ở đây nhớ cái cách đổi đơn vị. Tục các bạn nhé. Sang ví dụ 7. Một quả cầu khối lượng 1 gram treo bởi một cái sợi dây mận trong điện trường có cường độ điện trường là 1.000 V trên mét, có phương ngang. Tức là E của các bạn là theo phương ngang. Các bạn hoàng hóa thảm sẽ rất là hay gặp dạng này đấy nha. À, chứ đừng có chủ quan. E của các bạn là theo phương ngang. Giả sử là thầy cho chiều từ gì đó, phải sang trái. Đó. Và điện trường chúng ta đang xét trong cái trường hợp mà các em đang học, đa số là điện trường đều. Ban đầu thầy có một cái gì đó, quả cầu à, có khối lượng là N. Quả cầu này có khối lượng là N. Và nó tích điện với cái quy của nó là dương. Thì các bạn chú ý nhé, khi quy dương thì suy ra F sẽ cùng chiều với E nhé các em. F sẽ cùng chiều với E. Tức là E hướng nào thì F sẽ cùng chiều theo cái hướng đó. Như vậy lúc này khi đặt cái quả cầu tích điện quy lớn hơn không thì nó sẽ chịu tác dụng của lực F. Và khi chịu tác dụng của lực F này thì bây giờ quả cầu của các bạn nó sẽ bị lật khỏi cái phương thẳng đứng một góc là 30 độ. Lật khỏi phương thẳng đứng một góc là 30 độ. À, thì khi này quả cầu của các bạn sẽ lật ra như vậy. Và góc này là 30 độ nhé. Góc này sẽ là 30 độ. Người ta muốn các bạn tính cái lực căng. À, thì bây giờ mình phải phân tích cả cái lực tác dụng lên cái điện tích quy này. À, à. Thì chúng ta có đầu tiên là nó sẽ chịu tác dụng của gì ạ? Trọng lực P. Quả cầu này bao giờ cũng sẽ có cái trọng lực P. Được chưa? P nha. Sau đó nó chịu thêm tác dụng của lực F. Và hợp của gì nè? Hợp của cái trọng lực P và cái lực F thì nó sẽ tạo nên cái lực tổng hợp ở đây. Được chưa? À, đây là lực tổng hợp. Và điều kiện cân bằng. À, thì bây giờ điều kiện cân bằng. Và ngược lại trên cái dây này cũng gì đó xuất hiện một cái ân lực căng dây T. Ân trên này xuất hiện một cái lực căng dây T. Thì các bạn sẽ có điều kiện cân bằng.
điều kiện cân bằng. Những cái bài này thì không nên làm theo phương pháp chiếu. Ngày xưa lớp 10 thì mình sẽ làm cái bài toán này theo phương pháp chiếu. Nhưng mà gì đó, giờ không làm ha. À, để cho nó đơn giản hơn thì các bạn sẽ có điều kiện cân bằng. Đó là P cộng với T và cộng với F thì phải bằng bằng không. Cái bài toán là gì đó, điện trường tiệt tiêu cũng giống như là cái gì đó, cái lực nó tiệt tiêu nhau à, thì lúc đó là gì, cái điện tích đó của các bạn nằm cân bằng. Thì theo hình quan sát thì các bạn thấy rằng là đây là cái F tổng hợp chưa, F hợp lực đi được chưa. Như vậy cái này chính là bằng gì nè, tương đương với P mà cộng với F á, chính là bằng F hợp lực. F hợp lực của cái P với cái T cộng với lực căng dây T bắt buộc phải bằng bằng không nha, bắt buộc phải bằng không các bạn. Thì theo hình các bạn tính được cái P không ạ? À, bây giờ quả cầu này có khối lượng là 1 gram nha. Chúng ta có M bằng 1 gram. M bằng 1 gram thì sẽ là bằng 10 mũ trừ 3 kg. 10 mũ trừ 3 kg. Từ đây suy ra P chỉ chính là bằng M nhân với G, tức là bằng 10 mũ trừ 3. Viết cái gì trước thì thể số cái đó trước nhé. M đây là 10 mũ trừ 3, G của các bạn 10, cho nên cái này được bằng 10 mũ trừ 2 Newton. Đó, đó là P nè. Còn cái F này các bạn tính được không? Đó, cái Q này gì đây? Q này là chưa biết ha. Q này biết lớn hơn không thôi. À, thì lúc này các bạn có này, góc đây 30 độ thì góc này cũng sẽ là 30 độ nha các em. Góc này cũng là 30 độ. Và từ cái F hợp lực này bằng T này này, cho nên các em sẽ suy ra gì nè, về mặt độ lớn là F hợp lực sẽ bằng T. Về mặt độ lớn nhé. À, ở đây thầy thiếu vector không, biểu tức là bên này vector thì bên này cũng phải là vector. Thì ở đây chúng ta thấy rằng gì, góc này có rồi. À, cần P này đóng vai trò là cần kề của cái góc alpha. Góc này là góc alpha. Còn cái gì nữa, F hợp lực này đóng vai trò là cần huyền, đúng không? Đóng vai trò là cần huyền. Ở đây là vuông nha các em. Ở đây vuông. Như vậy theo hình ta có, theo hình chúng ta có gì nữa, cốt của góc alpha có phải là bằng P chia cho F hợp lực không ạ? Chia cho F hợp lực nha. Cho nên suy ra F hợp lực của các bạn chính là bằng lực căng dây T, chính là bằng P chia cho gì các bạn? Chia cho cốt của góc alpha. Được chưa? Chia cho cốt của góc alpha. Tức là bằng 10 mũ trừ 2 chia cho cốt của góc 30 độ. Sin 3 cột 6, cột của 30 độ với cốt của 30 độ này thì bằng căn 3 trên 2. Cho nên chúng ta suy ra lực căng dây T của các bạn nhé. Lực căng dây T của các bạn sẽ bằng gì các em? Bằng 10 mũ trừ 2 chia cho căn 3 trên 2. Cái này viết lại là bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 2 trên căn 3 Newton. Được chưa ạ? Đó, thì kết quả của chúng ta là đáp án gì các em nhỉ? C đúng không? À, bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 2 trên căn 3. Thì các bạn chú ý là khi mà thực hiện các cái bài toán về dây treo thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng các cái công thức sau đây. Các công thức sau đây mà các em cần lưu ý ha. Đặt ra đi. Chúng ta lưu ý một số công thức thường dùng nhé. Lưu ý đó là chúng ta có cốt của góc alpha thì bằng cái gì các em ạ? Bằng P chia cho F hợp lực, hay còn gọi là bằng P chia cho T. P chia cho T nhé. Vì điều kiện cân bằng là như vậy. Hoặc nhiều lúc chúng ta sẽ sử dụng tan của góc alpha.
tan của góc alpha thì bằng F trên P. Từ đây suy ra được cái lực F này. Được chưa? Nhiều bài toán yêu cầu các bạn tính lực F. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra F bằng cái gì các bạn? Bằng P nhân với tan của góc alpha. Được chưa? Còn sin thì như thế nào? Sin của góc alpha thì lại bằng gì đó? F chia cho T. Được chưa? Thì đó là ba cái công thức mà chúng ta sẽ nhiều lúc sẽ đụng chạm tới trong cái quá trình làm các cái bài toán liên quan tới cái dây treo này nhé. Như vậy thầy vừa hoàn thành cho các bạn cái ví dụ 7 ha. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi các cái ví dụ xong thì hoàn thành bài tập vận dụng cho các bạn. Thì nhiều anh chị đó học online này thì chất lượng nó chắc chắn sẽ không bằng cái offline được rồi. Cái khả năng tập trung là một, nhiều bạn ngồi chị đó cầm máy tính thì nó không có tập trung được, cho nên là khi mà giải về tập đồ thì nó cũng là khó khăn. Cho nên thầy sẽ cố gắng giải chi tiết hết cho các bạn nhé. Bây giờ cho hai cái điện tích. Thầy cho hai cái điện tích điện nằm ở hai điểm A và B có cùng độ lớn và cùng dấu. Thì cả cái bài toán này khi làm thì các em nên vẽ hình nha. Các em nên vẽ hình. Ta nên vẽ hình nha các em. Chúng ta có hai cái điện tích đặt tại hai điểm A và B. Đây là A và đây là B. Chắc thầy vẽ phải đậm thêm sẽ dàng thôi. Thấy rõ. A và B cùng độ lớn và cùng dấu nha các bạn. Có nghĩa là cái ấn này giả sử thầy cho Q1 này dương và ấn Q2 này cũng dương, tức là lúc đó là Q2 này cũng lớn hơn 0. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0. Thì hôm trước thầy nói là hai điện tích mà cùng dấu thì cái điểm mà gì đó có điện trường tổng hợp bằng 0 bắt buộc phải nằm trên AB. Chứ chúng ta có gì nào? E tổng hợp. E tổng hợp thì bằng E1. Cái này là dựa trên cơ sở lý thuyết thôi chứ. Vào thì chúng ta sẽ khuấn ngay ha. Nào, chúng ta sẽ khuấn ngay chứ không có cái gì mà phải lăn tăn cả. E1 cộng với E2 các em bắt buộc phải bằng 0. Đúng không ạ? Từ đây chúng ta suy ra E1 phải bằng trừ E2. E1 phải bằng trừ E2 nha các bạn. Tiếp tục nữa. Đó là vì cái Q1 nhân với Q2 nó lớn hơn 0. Cho nên cái điểm C hôm trước ấy, thầy chẳng qua thầy ghi lại lý thuyết cho các em nhé. C phải nằm trên AB. Phải nằm trên AB. Phải nằm trên AB. Giữa AB. Ở trong trường hợp này ấy, do cái Q1, Q2 cùng độ lớn và cùng dấu, cho nên C chắc chắn sẽ là trung điểm. C này chắc chắn phải là trung điểm của AB. Điểm C của các bạn chắc chắn phải là trung điểm của AB. Còn mà ví dụ như là gì nữa, Q1 mà lớn hơn Q2 thì C phải nằm gần về phía Q2. Ngược lại, nếu Q1 bé hơn Q2 thì C phải nằm gần về phía Q1. Các bạn nhớ nhé, cái ấn nào mà bé hơn thì cái đó, cái điểm C phải nằm gần về phía ấn bé nha. Giống như để bảo vệ thêm cho anh bé vậy ha. Cho nên là trong trường hợp này thì các bạn thấy rằng là do cái Q1 có Q2 này nó có cùng độ lớn và cùng dấu, được không ạ? Cùng lớn, cùng độ lớn và cùng dấu. Cho nên cái điểm của các bạn chắc chắn phải nằm tại trung điểm của AB nhé. Nằm tại trung điểm của AB. Đấy, thì sau này hiểu rồi thì các em chỉ cần đọc thông tin bài toán cái là chúng ta sẽ khuân ngay đáp án. Đấy. Như vậy thầy vừa hoàn thành cái câu 1 cho các bạn. Thì phần này giờ chưa khoảng trọng rất là nhiều để gì đó. Cái nào chúng ta tiền thì chúng ta sẽ lý giải nhiều ha.
Bây giờ nhìn ở đây là một bên là quy, một bên là trừ quy, thì phải đọc được thông tin là gì nè? Hai điện tích, hai điện tích này như thế nào các bạn? Cùng đồ lớn đúng không? Cùng đồ lớn nhưng mà trái dấu, được chưa? Cùng đồ lớn nhưng mà trái dấu, đặt lần lượt tại hai điểm A và B. À, giả sử thầy cho thằng Q1 này là dương và Q2 này là âm, được chưa? À, Q1 dương và Q2 âm. Điều nào dưới đây là đúng? Câu A đó là điện trường tổng hợp triệt tiêu tại một điểm nằm ngoài AB và gần A hơn. À, đây là điểm A và đây là điểm B. Cho nên là gì đó? Chúng ta thấy rằng trong trường hợp này các bạn, hai cái điện tích Q1, Q2 này bằng nhau. À, thì về thầy giả sử thầy đặt một điểm C, C ở đây. Và lúc này chứ đó, nó cách A một đoạn là X. Đúng không ạ? Thì nó sẽ cách B một đoạn là sẽ là AB cộng X, đúng không ạ? AB cộng X. Đấy. Thì do điều kiện đó là E1 phải bằng E2. À. Ở đây Q1 nó sẽ gây ra cái cường độ điện trường như thế nào các bạn? À, E1 là phải hướng ra xa khỏi Q1, cho nên do Q1 là dương này. Còn E2 nó sẽ phải hướng về. Đấy nhá, E2 nó phải hướng về. Như vậy trong cái trường hợp mà hai cái ấn độ lớn bằng nhau thì chúng ta sẽ có cái trường hợp nào bị triệt tiêu hay không nhé. Để chúng ta coi như sau. Thì chữ K trị tuyệt đối của Q1 chia cho x bình phương phải bằng K trị tuyệt đối của Q2 chia cho gì các bạn? Chia cho AB cộng với x tất cả bình phương. Đúng không ạ? Ở đây có đại lượng K và đại lượng K này triệt tiêu. Ngoài ra cái trị tuyệt đối của Q1 có bằng trị tuyệt đối Q2 không? Rõ ràng phải bằng. Đúng không? Rõ ràng phải bằng. Cho nên chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có là 1 trên x bình phương phải bằng cái gì đó? 1 trên AB cộng với x tất cả bình phương. Ok. 1 trên AB tất cả bình phương. Điều này chúng ta suy ra tiếp là x bình phương trên cho AB cộng với x tất cả bình phương thì bằng bằng 1. Có nghĩa là gì? Hay nói cách khác ở đây là tự số đã bằng nhau thì mẫu số bắt buộc phải bằng nhau. Hay nói cách khác là x bình phương của các bạn chính là bằng AB cộng với x tất cả bình phương. Đúng không ạ? Nếu chúng ta lại khai căn hai vế, chúng ta khai căn hai vế thì chúng ta sẽ được một cái biểu thức này. Các bạn khi các bạn có là gì đó? A bình phương bằng B bình phương. Thì lúc này A sẽ bằng B hoặc là A phải bằng trừ B nhé, A phải bằng trừ B. Cho nên là gì nào? Trong trường hợp á mà chúng ta có x bằng AB cộng với x, trong trường hợp này thì các bạn dễ dàng thấy rằng là gì đó, AB bằng không là vô lý, đúng không? Như vậy chúng ta loại cái trường hợp này. Còn trường hợp ngược lại thì rằng chính là x bằng trừ mở ngoặc AB cộng với x. Hay nói cách khác là gì các bạn? Hay nói cách khác là 2x sẽ bằng trừ AB. Cái này cũng vô lý luôn. Bởi vì sao lại vậy? Khoảng cách là phải dương. Mà AB dương rồi, cho nên là trừ AB chắc chắn sẽ là âm. Cho nên cái này loại luôn. Vậy các bạn có cái trường hợp nào mà điện trường là triệt tiêu không? À, như vậy là không không thể triệt tiêu. À, như vậy muốn triệt tiêu ấy, à, không phải lúc nào gì đó hai điện tích cùng dấu hoặc là trái dấu các bạn cũng tìm được ha. Một cái điều kiện là phải nằm trên AB. À, như câu này cũng rất là hay và chỉ cho các bạn một điều nữa, đó là khi mà đồ lớn của hai điện tích bằng nhau, được chưa, và trái dấu thì chúng ta không thể nhá, chúng ta không thể là chỉ đó
tìm được một cái điện trường triệt tiêu. Ok chưa ạ? Như vậy là do hai trường hợp này này, thế thấy là tất cả đều vô lý. Nếu các em đặt ở bên này cũng vậy nhá, nếu các em đặt ở phía bên này cũng vậy mà đặt ở giữa này cũng là hoàn toàn không được. Cho nên là gì nữa, câu 2 này các bạn chọn cho đáp án C. À, thầy giảng rất là kỹ rồi nha các bạn, hy vọng các bạn theo dõi kỹ và sau này có clip thì các bạn cũng theo dõi lại clip để cho các bạn hiểu rõ thêm. Như vậy thầy chốt lại trong trường hợp gì nè, hai cái điện tích Q1, Q2 cùng độ lớn mà trái dấu thì chúng ta không thể tìm được cái điểm nào mà gì đó điện trường tại đó triệt tiêu nhé. À, như vậy chốt lại câu này là khi gì đó trị tuyệt đối của Q1 và bằng trị tuyệt đối của Q2, và ở đây trái dấu thì có nghĩa là Q1 nhân với Q2 thì bé không đúng các em, thì không thể tìm được, không thể tìm được điểm nào có e triệt tiêu. E ở đây chỉ là cường độ điện trường nha các bạn. Buổi trưa mình lạc đấy hả? Chúng ta sang câu số 3. Cho hai điện tích điểm nằm dọc theo trục OX, trong đó Q1 là bằng -9 nhân với 10 mũ -6 đặt tại góc tọa độ, còn Q2 là bằng 4 nhân với 10 mũ -6. À thì đây Q1, Q2 trái dấu các em này. Q1, Q2 trái dấu và độ lớn của chúng khác nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được điểm nha. Thầy vẽ hình và sau đó là chị đó thầy trình bày. Q1 của các em âm đang đặt tại góc tọa độ O nhé, trùng với góc tọa độ O, và một cái điểm C nằm cách góc tọa độ O một đoạn là 20 cm và các em đang đặt tại đó một cái điện tích dương là Q2, điểm này là điểm C. Tìm tọa độ điểm trên trục OX mà cường độ điện trường tại đó bằng không. À, thì do gì nè, chúng ta có E cái này, hoặc là ở đây gọi là điều kiện điện trường triệt tiêu. Mặc dù là gì đó trắc nghiệm nhưng mà thầy trình bày theo lỗi tự luận để cho các bạn sau này biết cái cách trình bày các cái thuật tự luận, vì các bạn biết rằng là đề thi hiện nay xu thế là gì đó vừa có trắc nghiệm mà vừa có tự luận mà, cho nên là sau khi tự luận xong thì mình rút ra cái phương pháp để làm nhân cái trắc nghiệm của câu hỏi trong trường hợp câu đó là câu trắc nghiệm, còn câu tự luận thì mình vẫn trình bày được. Bây giờ điều kiện điện trường triệt tiêu thì luôn luôn phải như thế nào các em nhỉ? Đó là E tổng hợp phải bằng E1 cộng với E2 phải bằng 0. Nếu thầy viết như thế này đúng chưa? Xin thưa là chưa nhé. Đó, cái biểu thức của chúng ta phải là biểu thức vector. Đấy. Từ đây chúng ta suy ra cái gì? E của các bạn E1 chứ ha, bằng trừ E2. Trừ E2. Xuống dòng. Vì Q1 nhé nhân với Q2 bé không. À, Q1 nhân với Q2 bé không có nghĩa là hai điện tích trái dấu đúng không? À, cho nên điểm M, giả sử đây là M hay điểm M phải gì đó phải nằm trên trục OX này, vì đề cho cái trục này là trục OX các bạn nhé, trục này là trục OX đó. Đề cho này nằm trên trục OX này, nên điểm M phải nằm trên trục OX. Ngoài gì nè, ngoài khoảng OC thì các bạn thấy trị tuyệt đối của Q1 là bằng 9 nhân với 10 mũ trừ 6
Q2 thì bằng 4 nhân với 10 mũ trừ 6, có nghĩa là Q2 đang bé hơn Q1 nha. Cho nên là cái phải gần về cái gì nè, gần về phía, gần về phía C này chưa. Giả sử là ở đây, giả sử ở đó thì cái Q2 nó sẽ gây nên cái cường độ điện trường là E2, và E2 này phải hướng có cái mũi tên là đâm xa ra khỏi gì nè, đây là E2, tức là hướng ra xa khỏi cái Q2 nha các em. Còn cái N1, cái Q1 này âm, cho nên cái N1 á phải hướng về ha. N1 này phải hướng về cái Q1 nha. Nhớ cái điểm đặt của chúng ta nhé, điểm đặt M nhé. Thế lúc này thầy gọi cái khoảng cách từ M đến cái Q2 chính là x. Thế lúc này cái khoảng cách từ M đến cái Q1 chính là OC cộng với x đúng không? OC cộng với x. À, đoạn này là trình bày cho tự luận. Trình bày cho tự luận. Rồi, đến đoạn này sẽ là trình bày chung cho cả trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần đến đây thôi, đó là ta có gì? E1 phải bằng E2. E1 phải bằng E2. Điều này tương đương với gì? K trị tuyệt đối của Q1 chia cho đoạn này. Bây giờ Q1 cách M một đoạn mấy các bạn? Chính là bằng OC cộng với x tất cả bình phương đúng không ạ? OC cộng với x tất cả bình phương chỉ là bằng K trị tuyệt đối của Q2 chia cho x bình phương. Đấy, thì đại lượng K bao giờ cũng triệt tiêu rồi các bạn này. Hôm trước thầy bảo là lấy tử chia cho tử thì bằng mẫu chia cho mẫu nữa. Cho nên là, và sau đó chúng ta lấy dấu căn để mất bình phương hai vế. Cho nên là chúng ta sẽ có OC chia OC cộng với x đúng không ạ? Chia cho x chính bằng căn của trị tuyệt đối của đấy, lấy mẫu chia cho mẫu thì hoàn toàn bằng tử chia cho tử nha. Cho nên là bằng trị tuyệt đối của Q1 chia cho trị tuyệt đối của Q2 bằng, thay số xuống dưới này nha, tương đương gì các em? Thay số tính coi nào. Q1 là bằng OC chính là 20 cộng với x trên x bằng căn của 9 nhân với 10 mũ trừ 6 trên 4 nhân với 10 mũ trừ 6. Nhớ là chúng ta ở đây có trị tuyệt đối, cho nên khi thay số thì các bạn cứ mặc nhiên viết là gì đó, số dương hết. 10 mũ trừ 6, 10 mũ trừ 6 hết. Cái này khi căn ra thì được 3 phần 2 à, bằng cách ship sâu ha. Ship sâu thì các em sẽ được cái gì? À, ở đây thầy có máy tính thì thầy dạy 2 nhân với cùng trên chính là 20 cộng với 2x bằng 3x, cho nên suy ra x sẽ bằng 40. Đó, x bằng 40 cm. Như vậy đến đó thì các em có kết quả chưa? À, B. Được chưa? Được chưa các em? Như vậy hy vọng các bạn sẽ làm tốt cái dạng này, vì cái dạng này cũng rất là hay gặp ở trường nha các em. Rất là hay gặp luôn á. Xong. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Bạn nào không hiểu chỗ nào cần thắc mắc á, từ từ. Từ từ là sao ta? Đây là cái câu số 2. Bạn nào cần cáp màn hình thì cáp. Đương nhiên tí nữa mình sẽ xuất cái bài. Buổi nào chị đây? Hút được thời gian rồi mình. Nó phải gần cái điện tích mà có giá trị bé hơn.
Đó. Ở đây Q1, trị tuyệt đối của Q1 là bằng gì đó? 9 nhân với 10 mũ trừ 6. Q2 là bằng 4 nhân với 10 mũ trừ 6. Đấy. Thì phải gần về phía cái gì? Cụ thể ấy, là bởi vì sao? Bởi vì sao mà không có gần Q1? Ví dụ nó gần Q1 thì chúng ta có trong cái công thức ấy, E của các bạn ấy chính là bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q1 chia cho gì nữa? Chia cho x bình phương đi. Giả sử nó gần Q1 nhé. Và chắc chắn này, x này á, chắc chắn nó sẽ bé hơn cái gì đó, cái NOC mà cộng thêm x rồi. À, giả sử bằng mình đặt ngoài này ha, thì lúc này cái NE1 nó sẽ dài như thế này này. Đó, lúc này NE1 sẽ dài như thế này này. Còn NE2 là ngắn xíu như thế này thôi này. À, thì khi trừ ra thì chắc chắn sẽ khác không. Em chắc chắn sẽ khác không. Mà khác không thì sao gọi triệt tiêu được? Muốn triệt tiêu thì tất cả phải bằng không nhé. Sau khi mà cộng lại thì phải bằng không. Cho nên là hôm trước về lý thuyết thầy có giảng đó là gì đó, khi mà hai điện tích trái dấu, về lý thuyết luôn á, tôi có giảng ghi rất là kỹ luôn á, bạn biết bạn có xem lại clip không nhé. Khi mà hai điện tích trái dấu thì cái ấn điểm đặt là chắc chắn phải ngoài, chắc chắn là phải ngoài cái đoạn hai điểm, và chắc chắn phải gần về phía cái điện tích bé hơn, để khi đó là gì đó cái mới có được E1 bằng E2 nhé, mới có E1 bằng E2, chứ không thôi là gì đó nếu em đặt gần về phía cái gì đó phía điểm O thì lúc đó cái E1 và E2 sẽ không bằng nhau được, tức là chênh lệch nhau ha, chênh lệch nhau thì nó sẽ khi cộng lại thì nó cũng bằng không được nhé, nó cũng bằng không được. Ở đây là hai cái vector này theo hình vẽ thì em thấy E1 và E2 ngược chiều, E1 này song song và ngược chiều với E2 này. Cho nên suy ra E tổng hợp á, lúc này sẽ bằng E1 trừ đi E2. Mà điều kiện triệt tiêu là phải bằng không. Cho nên về về mặt độ lớn thì E1 chắc chắn phải bằng E2 nhé. Cho nên là không thể đặt gần Q1 được. À, thì em lưu ý. Ok chưa ạ? Bạn nào không hiểu thì cứ hỏi nhé. Xin hỏi lên, thầy nhạc hỏi quá. Sang câu 4. Hai cái điện tích Q1, Q2 đặt tại hai điểm cố định A và B. Tại M, ngoài đoạn thẳng nối AB và ở gần A hơn, người ta thấy điện trường tại đó bằng không. Như vậy các bạn theo cái ở trên, theo cái lý luận của câu 3 thì các bạn dễ dàng chọn câu này luôn, đó là gì đó? Q1 và Q2 chắc chắn sẽ trái dấu. Và trị tuyệt đối của Q1 chắc chắn sẽ bé hơn trị tuyệt đối của Q2. Đúng không? Câu này thầy chắc không cần giảng nữa ha. Vì câu 3 là đã nói rất là kỹ rồi ha. Câu 3 này đã trình bày cụ thể là ở đây là Q1 và Q2 cũng trái dấu ha. Thì điểm M của các bạn phải nằm ngoài, chắc chắn phải nằm ngoài cái đoạn OC và gần về phía cái điểm mà có điện tích bé hơn. Trị phải trị tuyệt đối ra đã nhé. À, trị tuyệt đối tức là dấu âm vứt hết các em. Rồi sau đó mà đi so sánh nhé. Thì chúng ta thấy rằng 9 nhân với 10 mũ trừ 6 nó lớn hơn 4 nhân với 10 mũ trừ 6. Thì có nghĩa lúc đó là về cái trị số, về cái giá độ lớn á, thì Q2 nó đang bé hơn Q1. Ở đây chẳng qua là nó dấu thì chẳng qua để nó phân biệt được là cái điện tích dương và điện tích âm thôi nhé. À, còn về lực tương tác á, thì nó y chang nhau, vì trong cái công thức tính F thì người ta đã lấy trị tuyệt đối lên rồi, người ta chỉ quan tâm tới độ lớn, cho cái chiều như thế nào thì vẽ hình ra sẽ thấy nhé. Cho nên câu 3 này chắc thầy không cần làm nữa. À, câu 4 này thầy không cần làm nữa. Mà thầy biết chắc chắn là Q1 và Q2 sẽ là trái dấu đúng không? Q1, Q2 trái dấu. Và đồng thời là gì nữa? Do đề nói là gần A hơn. Ha? Đề nói ở gần A hơn. Cho nên là QA chắc chắn sẽ bé hơn QB.
Q đặt tại A chắc chắn sẽ bé ăn Q tại B. Mà Q tại A chính là Q1 đấy. Q1 thì đặt cố định tại A và Q2 thì đặt cố định tại B. Cho nên ở đây các em sẽ rút ra được Q1 bé ăn Q2 về mặt trị tuyệt đối nha các em. Tức là về mặt độ lớn. Cho nên câu này các em chọn C thôi ha. Xong ví dụ 3 rồi thì câu này dễ hiểu mà. Bây giờ câu 5. Thầy cho một cái hình vuông. Cho một cái hình vuông. Có cần là A. Bây giờ người ta đặt tại A và C. Hình vuông trong này có ông ta. Đây các bạn. Chi mà chết 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 lại nào. Được đầm các bạn, đầm lên cho các bạn dễ thấy. Ok chắc được đấy. Rồi nha, thầy ký hiệu bốn đỉnh A, B, C và D. Q1 thì bằng Q3, tức là tại A đấy. Thầy cho giả sử là điện thích dương đi ha. Ở đây Q thầy chưa biết như thế nào nhưng mà giả sử là điện thích dương. Kê nó nhé các em. Nhiều đứa là cứ thích điện thích âm cũng được thôi, không có sao cả ha. Bây giờ phải đặt cái Q2 này này. Phải có độ lớn là bao nhiêu? Để sao cho cái gì đó? Cái cường độ điện trường tại đây là phải triệt tiêu ha. Thì ở đây do cái Q1 này dương hay do Q1 này dương cho nên là gì đó? Cái cường độ điện trường do cái Q1 gây ra tại D nó sẽ hướng ra xa khỏi cái A. Nhớ là phải nằm trên đường thẳng nối AD nhé. Thì đây là EA. Đây là EA. Tức từ cái C này nó cũng dương đúng không các em? Nó cũng dương. Cho nên ở đây chính là gì đó? Cần EC. Cần EC của các bạn. Vẽ qua bên này cho chúng ta tổng hợp. Từ điểm ngọn của EC các bạn dừng một đường nét đứt song song với EA. Từ điểm ngọn của EA chúng ta sẽ dừng gì đó một cái đường nét đứt song song với EC. Lúc này đây là chính là điểm ngọn của cái vector tổng hợp giữa EC và EA. Đây chính là EAC ha. EAC. Như vậy các bạn thấy do cái EAC như thế này cho nên là gì nè, cái ấn E do cái gì nè, ấn E do Q2 gây ra bắt buộc phải ngược hướng lại. Bắt buộc phải ngược hướng lại nhé. Ngược hướng lại so với cái gì? EAC. Đây là EB gây ra. Được chưa? Cùng phương ngược chiều thì nó chúng sẽ trừ cho nhau. Và có điều kiện trừ như vậy đã chúng mới triệt tiêu được chứ. Ví dụ cộng luôn thì sao mà triệt tiêu đúng không nào? Về mặt trình bày thì các bạn sẽ như thế nào? Trên bài chúng ta có điều kiện là triệt tiêu, điều kiện điện trường triệt tiêu đó là gì các em? ED đúng không? Tại ED này thì do các cái E nào gây ra nè? Sẽ do cái EA gây ra. E tại A gây ra cộng với gì? E do cái điện tích đặt tại C gây ra cộng với gì? E đặt tại tại B gây ra đúng không ạ? E đặt tại B gây ra và bắt buộc
Muốn triệt tiêu thì tại đó phải bằng không. Phải bằng không. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có gì? EA với EC thì thầy tổng hợp lại chính là bằng EAC. Được chưa? EAC thầy vẽ hình rồi nha. Cộng với EB. À, bắt buộc phải bằng bằng không. Bằng không thì từ đây thầy suy ra cái gì? Thầy sẽ có là EAC phải là bằng trừ EB. Phải bằng trừ EB, đúng không ạ? Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng nếu mà bạn nào nhấn á thì ở đây là cái này là dương. Cái này dương. Thì cái NEAC là sẽ như thế này. Cho nên N này phải âm, đúng không? Chắc chắn là N này phải âm. Tức là phải có mang dấu trừ. Thì thầy sẽ phân ngay là được đáp án là A. Đơn giản vậy thôi đã. Được chưa? Nếu mà bạn nào nhấn á, bởi vì cái gì? Cái vector cường độ điện trường mà nó có mũi tên gì đó, đấm về gì á, đấm về chính cái điện tích thì khi đó là gì đó, phải là bắt buộc là phải trả dấu, đúng không? Bên này quy rồi thì bên này chắc chắn là sẽ trừ bao nhiêu quy đó. Mà ở trong đáp án á, thì chúng ta thấy rằng là chỉ có duy nhất một cái đáp án là trừ 2 căn 2 quy, đó là chúng ta nhấn lại nha. À, như vậy chúng ta thấy rằng là gì nào? Ở đây là về mặt độ lớn thì chúng ta sẽ có gì đó? EAC rồi. Vì vì gì nè? Quy 1 bằng quy 3 bằng trị tuyệt đối và bằng bằng quy. Thêm nữa là gì nè? Chúng ta sẽ có là AD bằng CD, AD bằng CD. Vì nó là hình vuông và bằng A. Cho nên các bạn sẽ có gì? E do A gây, E do Q1 gây ra bằng E do Q3 gây ra. Và bằng cái gì các bạn ạ? Bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q chia cho A bình phương. Mặt khác là vì gì nữa? Mà ở đây là EA. Nó vuông góc với gì các bạn? Nó vuông góc với EC. Cho nên suy ra E AC chính là bằng căn của EA bình cộng với EC bình. Mà EA bằng EC, cho nên cái này thầy viết lại thành là gì nữa? EA bình phương cộng với cũng là EA bình phương. Như vậy bằng hai lần gì nữa? EA bình phương. Cho nên cái này ra được là EA căn 2. EA căn 2. Mà EA căn 2 thì bây giờ E chỉ là bằng K trị tuyệt đối của Q chia cho A bình phương. Nhân vậy căn 2 đúng không các em? Này, thầy bê nguyên cái chỗ này xuống thôi. Đó. Và chúng ta có gì? EB. EB cũng bằng EAC về mặt độ lớn. Có nghĩa là tương đương với gì? K. Tương đương với K này. Nhân với gì nè? Trị tuyệt đối của Q2. Đoạn này là đường chéo của gì đó? Cái khoảng cách đó là đường chéo của hình vuông. Cho nên cái đoạn này bao giờ cũng sẽ là A căn 2. Cho nên cái này sẽ là A căn 2. Tất cả bình phương các em nhé. Bằng K nhân với trị tuyệt đối của Q. Chia cho gì các em ạ? Chia cho A bình phương nhân với căn 2. Ở đây có hai đại lượng chúng ta có quyền triệt tiêu. Ở đây là K. Ở đây là K. Ở đây có A bình. Và ở đây khi bình phương lên sẽ có A bình nhé. Ở đây sẽ có A bình. À, thì thầy tương đương tiếp cho các em xem này. K K thầy triệt tiêu rồi nhé. Cho nên là bằng trị tuyệt đối của Q2 chia cho gì các em ạ? A thầy cũng triệt tiêu luôn, đúng không? Hoặc là thầy viết ra đã. Căn 2 thì bình phương thầy được 2. A này thì sẽ được A bình phương. Sẽ bằng trị tuyệt đối của Q. Chia cho gì? Chia cho A bình. Nhân với căn 2. Đúng không các em ạ? Đến đây thì các em thấy rằng là A bình các em đã triệt tiêu được chưa?
đã triệt tiêu được rồi đúng không? Nhiệm vụ của thầy là thầy nhân cái chỗ này lên đây thôi. Đúng không? Cho nên thầy sẽ được cái gì? Trị tuyệt đối của Q2 là bằng gì các em ạ? Trị tuyệt đối của Q nhân với 2 mà nhân với căn 2 nữa thành được 2 căn 2. Hay viết lại là bằng 2 căn 2 nhân với trị tuyệt đối của Q. Theo lý luận ở trên thì thầy thấy gì ạ? Tại đây cái điện tích phải trái dấu với hai cái điện tích này. À, như vậy là QB hoặc là hay nói cách khác là Q2 phải trái dấu đúng không? Phải trái dấu. Với Q1. À, trái dấu với Q1. Cho nên suy ra Q2 của các bạn chính là bằng trừ 2 căn 2 Q, được chưa? Bên kia là Q thì bên này phải là có trừ, được nhá, trái dấu nhá. Trái dấu là có dấu trừ đây các em này. À, thì thầy vừa trình bày. Còn không thì các bạn nhìn nhấn nhá, vẽ hình là sẽ thấy rồi nhá. À, tương tự ví dụ đây là gì nè? Giả sử cái Q này là âm thì hoàn toàn tương tự thôi các em. À, chẳng qua cái hình nó sẽ ngược lại xí. À, hình nó ngược lại xí kiểu như thế này. À, ở đây là hình vuông ha. À, giả sử đây là Q. À, thì ấn Q2 này chưa biết này. Ở đây cũng là trừ Q này. Và ở đây là điểm D của các bạn này. Được chưa nè? Thì do cái ấn Q1 và Q3 này là âm. Cho nên là vector E sẽ là như thế này. Đây là EA. Được chưa? Và đây là EC. Được chưa? E thì nó sẽ hướng về thôi. Đây là EC. Thì hợp của gì đó? EA và EC sẽ là chiều ngược lại như thế này. Chiều ngược lại nha các em. Như vậy muốn cái điện trường triệt tiêu thì cái ấn tài gì đó, ấn Q2 sẽ gây ra một cái điện trường phải hướng ngược lại. Ở đây nha, thầy đã tổng hợp EA và EC thì chúng ta không quan tâm tới hai thành phần EA và EC nữa, mà chỉ quan tâm tới EAC nha các em. Tức là bây giờ hai cái ấn EA và EC đã được thay thế bằng cái EAC rồi. Đã được thay thế bằng EAC rồi. Nhá. Cho nên là khi chúng ta đã tổng hợp hai cái vector thì chúng ta không cần quan tâm tới hai cái vector thành phần nữa, mà chỉ cần quan tâm tới cái vector tổng của nó thôi nhá. Đó, thì các em lưu ý. Như vậy thầy cũng vừa trình bày. Nào nhận gì đây? Rồi. Như vậy là xong câu 6. À, xong câu 5. Ok. À, điện trường. Cái điện tích là có khối lượng là M này các bạn. Nằm cân bằng trong cái điện trường đều. Và điện trường đều này có các cái vector cảm ứng từ hướng xuống. Các cái vector cảm ứng từ hướng xuống. À, thì đây là các cái vector cảm ứng từ. Để chúng ta chú ý ở đây chúng ta nốt lại cho thầy một đặc điểm rất là quan trọng. Nếu mà quy dương đối với những cái bài toán này, nếu quy dương thì F sẽ cùng chiều với E. F sẽ cùng chiều với E. Được chưa nào? Còn quy mà âm thì F lực điện đấy các bạn nhé sẽ song song và ngược chiều với E. Bây giờ thầy đặt giữa đây một cái hạt bụi có khối lượng là N-m. Hạt bụi này có khối lượng là N-m. Thì một cái hạt bụi thì có khối lượng thì nó sẽ có trọng lượng là P. Đúng không ạ? Do E này hướng xuống rồi. Do E này hướng xuống rồi. Cho nên là bây giờ mà nếu cái gì đó, nếu giả sử đặt vào hoàn cảnh là gì nè? Cái điện tích này mà dương. Nếu cái điện tích này mà dương thì F của các bạn sẽ bây giờ sẽ cùng hướng xuống luôn vì F sẽ cùng chiều với E trong trường hợp quy dương đúng không ạ? Trong trường hợp quy dương thì F cùng chiều với E. Cho nên là gì nào? Cái giả sử cái điện tích này mà dương thì lúc này F của các bạn sẽ bị hướng xuống. Đấy nhá, F của các bạn sẽ hướng xuống. À, F sẽ hướng xuống như thế này. Như vậy là lúc này á cả P và F hướng xuống.
Cặp lực này là cặp lực song song cùng chiều, cho nên lực tổng hợp là F tác dụng lên nó. Được chưa? F hợp lực chính là bằng F cộng với P. Lúc này lớn hơn không? Chắc chắn sẽ lớn hơn không. Được như này. Hoặc là nói cách khác là chắc chắn sẽ khác hơn không. À, vì ở đây thầy không thể là chỉ nói nó lớn hơn không hay bé hơn không, là bởi vì thầy chưa chọn chiều dương nhé. Thầy phải chọn chiều dương đã thầy mới kết luận là nó lớn hơn không hay bé hơn không, nhưng mà thầy chắc chắn rằng là nó sẽ khác không. Được chưa? Bởi vì cộng hai cái lực này thì chắc chắn sẽ khác không. Được chưa ạ? Cùng chiều này nhé, đúng không? Cho nên cộng lại chắc chắn sẽ khác không. Chính vì vậy ở đây cái điện tích của các bạn, điện tích của hạt bụi này không thể là điện tích dương được, bởi vì dương thì F sẽ cùng chiều với E, có nghĩa là F của các bạn sẽ hướng xuống cùng chiều với P, thì lúc đó nó không thể nằm lơ lửng được nhé. Cho nên bằng cách là lý luận và bằng cách hình vẽ thì các bạn thấy rằng chưa, vì vì E là hướng xuống, vì E hướng xuống hay còn nghĩa là gì đó, là E này đang cùng phương và cùng chiều với cái N nào, với NP, đúng không? Cùng phương cùng chiều với NP, cho nên suy ra cái quý của bạn phải âm để gì đó, để F là gì đó, là cùng phương ngược chiều với P, đúng không ạ? Tức là thằng F của các bạn phải hướng lên trên này này, đây là anh F, và lúc này các bạn sẽ có gì nè, lúc này các bạn sẽ có là về mặt độ lớn thì lúc đó các bạn sẽ có F chính là bằng P, hay nói cách khác là gì, Q á, nhân với E. Ở đây trong cái công thức tính lực F thì phải có trị tuyệt đối nhé, người ta chỉ quan tâm tới độ lớn đấy, cho nên phải lấy trị tuyệt đối. À, chính là bằng M nhân với G. Từ đây các bạn suy ra được cái quy chứ nè. Từ đây suy ra được, chắc chắn là suy ra được quy luôn. Và quy của các bạn theo lý luận là quy âm rồi này. À, lý luận là quy âm rồi này. Cho nên ở đây sẽ đặt cho thầy dấu trừ. Dấu trừ. Cụ thể là trừ MG chia cho E. Được chưa? MG. M bao nhiêu ạ? 10 mũ trừ 8 gam. Đổi sang kg. Thì nhân thêm 10 mũ trừ 3 nữa. Như vậy là nó sẽ bằng 10 mũ trừ 11 kg. Ok, bằng 10 mũ trừ 11 kg. Như vậy sẽ bằng bằng trừ 10 mũ trừ 11 nhân với 10 chia cho E các bạn bằng bao nhiêu? E của các bạn bằng 1000, là bằng 10 mũ 3. Đúng không ạ? 10 mũ 3 thầy đưa lên là bằng mấy ạ? 10 mũ trừ 3. 10 mũ trừ 3 mà nhân với 10 còn 10 mũ trừ 2. Như vậy cái này được là còn là 10 mũ trừ 13 coulomb nha. Đó, cho nên các bạn có đáp án là A nha. Đó, thì lý luận cái chỗ này thì nó cũng đơn giản. Sau khi chúng ta hiểu được A ở đây có NP thì chắc chắn bắt buộc phải có một cái lực ép lôi nó lên thì nó mới cân bằng được, nó mới nằm lơ lửng trong này được. Còn mà đã có một cái lực kéo nó xuống, bây giờ cái anh ép và cùng chiều nữa thì sẽ kéo nó theo nữa, cho nên là lúc đó là nó không thể nằm cân bằng được. Được chưa các em ạ? Câu 6 là nó như vậy nha các em, nó trùng với cái ví dụ ở trên. Chẳng qua là cái trên nữa là tìm khối lượng, mà bây giờ là yêu cầu các bạn tìm điện tích nhé. Tương tự cái bài hạt bụi, khối lượng có rồi. 5 mg. Đó, mg là gì à? 5 nhân với 10 mũ trừ 3 gram đấy nha. Mg. À, 1 gram thì bằng 1000 mg. À, được chưa? Cho nên cẩn thận. Mà đổi sang cái gì đó, kg, thì nhân cho thầy là 10 mũ trừ 3 nữa. Được chưa? Thì cái này chính là bằng 5 nhân với 10 mũ trừ 6 kg. À, hạt bụi này mang điện tích dương. Được chưa? Nằm cân bằng. À, bây giờ giả sử hạt bụi như thế này. Hạt bụi này bây giờ nó sẽ có gì các bạn? Nó sẽ có cái
trọng lượng là P. Cái ấn P này bao giờ cũng hướng xuống hết các bạn. Ấn P này bản chất là lực hút của trái đất, cho nên là trái đất bao giờ cũng hút vật xuống hết. Cho nên là lúc này á phải có một cái ấn F đúng không? Phải có một cái ấn F có hướng ngược lại. Lúc đó cái điện tích của các bạn mới nằm lơ lửng, hay là còn gọi là nằm cân bằng được. Mà vì gì đấy? Vì quy dương đúng không? Cho nên suy ra gì nè, F phải cùng phương và cùng chiều với E. Rất là đơn giản. À, quy dương rồi thì F cùng chiều với E, cho nên ở đây F đã hướng lên. Rõ ràng cả cái ấn E của các bạn phải như thế nào các em nhỉ? À, cả ấn E của các em phải phải hướng từ dưới lên trên. Hiểu không ạ? À, do cái quy của các bạn dương đó nhé các em. Mà P thì bao giờ cũng hướng xuống. Vậy để cho cái điện tích này nằm cân bằng thì phải có một cái F hướng lên. F hướng lên mà vì quy dương nên có hệ quả là F sẽ cùng phương cùng chiều với E. Cho nên E sẽ cùng phương cùng chiều với F. Được chưa? Như vậy là bằng cách vẽ hình sơ lược thì chúng ta đã xác định được cái gì? Cái hướng của E rồi nè. À, mà F thì chính bằng gì các em? À, về mặt độ lớn đúng không? Về mặt độ lớn thì các em sẽ có gì? Trì tuyệt đối của quy đúng không? Nhân với E thì bằng M nhân với G. Từ đây chúng ta suy ra E thì chính là bằng MG mà chia cho trì tuyệt đối của quy. Nhớ cho cái E này bao giờ cũng dương này nhé. Bao giờ cũng dương này. M có chưa? 5 nhân với 10 mũ trừ 6. Ok, G chính là bằng 10. Q bao nhiêu các bạn ạ? 10 mũ trừ 9. Như vậy cái này chính là bằng 5. 10 mũ trừ 9 đưa lên là bằng 10 mũ 9. Được chưa? 10 mũ trừ 9 mà đưa lên là thành 10 mũ trừ 9. À, trừ 9 đưa lên là thành 10 mũ 9. Nhân với 10. Nhân với 10 mũ trừ trừ 6. Được chưa? Kết quả bằng 5 nhân với 10 mũ 4. Phải không ta? 10 mũ 4. Đơn vị là vôn trên mét nha. Như vậy là hướng lên, E hướng lên có độ lớn là 5 nhân với 10 mũ 4. Ok không ạ các bạn ạ? Khá là đơn giản thôi đúng không? À, bây giờ đặt trong hoàn cảnh là đặt trong dầu nữa ha. Đặt trong dầu nữa thế nào các bạn? Khi mà các bạn nằm trong cái gì đó, à, nằm trong cái bồn tắm chẳng hạn, thì người các bạn cảm thấy nổi đúng không? À, và Archimedes đã có một cái thí nghiệm rất là quan trọng, đó là xác định được cái vàng thật vàng giả trên cái vương miện của vua đấy ha. Và từ đó mới có lực Archimedes đúng không? Lực đẩy Archimedes. Có nghĩa là lực đẩy Archimedes là một cái lực nó sẽ tác dụng lên một cái vật ha, khi đặt trong một cái chất lỏng. Và cái độ lớn của lực đó chính là bằng độ lớn của cái lực mà tác dụng lên cái phần thể tích mà vật đã chiếm chỗ. À, ok không? Câu này thì để cho các bạn nghiên cứu sau ha. Cũng ít gặp các bạn. Bạn nào thích làm thì làm nhé. Thầy sẽ vẽ hình cho các bạn để các bạn thấy. Còn lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Archimedes. Thì F là bằng gì hả? Bằng D nhân V ha. D nhân V. D là khối lượng riêng của chất lỏng, còn V là cái phần thể tích bị chiếm chỗ nhé. D nhân V. Đó là lực đẩy Archimedes. Thì các bạn vẽ hình cho các bạn quan sát cái đã nhé. Điện tích này dương hay âm các bạn? Rõ ràng vật này sẽ có khối lượng này. Thì bao giờ sẽ có một cái ấn trọng lực P hướng xuống. Được chưa? Trọng lực P hướng xuống.
Toàn bộ này cái quy là dương hay âm ạ? À, người ta muốn xác định cái điện tích của quy ha. Bây giờ sẽ có cái gì? Sẽ có một cái ấn lực đẩy Archimedes, ký hiệu là Fa hướng lên. Đúng không? Fa hướng lên. Thì các bạn phải so sánh được ha. Các bạn phải so sánh được Fa với P bằng Mg. À, thế bây giờ nếu ở đây nó sẽ có hai cái nếu. Nếu Fa của các bạn ấy, nếu Fa của các bạn mà lớn hơn P thì muốn nằm lơ lửng như thế này thôi thì phải bồi thêm cho nó một cái lực hướng xuống để cho gì đó. À, ví dụ như là bây giờ thằng Long kéo kéo cái vật nặng này là một cái lực là 800 Newton chẳng hạn. Đấy. Mà cái P này chỉ có 500 Newton thôi. Mà bây giờ muốn cân bằng với cái anh Long này thì chúng ta phải bồi thêm cho nó một lực là 300 Newton nữa, đúng không? Để lúc đó mà cái nó cân bằng hai bên đấy nhá. Đó là cái nếu thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là nếu Fa mà bé hơn cái gì? Bé hơn cái P. Tức là giả sử cái P này là 800 mà cái lực này chỉ có 500 thôi. Thì rõ ràng là gì nè, cái vật nặng này nó sẽ bị kéo hướng xuống. Đó nè. Cho nên là các bạn phải bổ sung thêm cho cái ấn trên này một lực. À, chưa? Lực này chỉ là lực điện trường tác dụng lên cái điện tích nhé. Đó, thì tuy hai cái nếu, à, các bạn về nhà tham khảo thêm. Chứ cái dạng này cũng ít gặp cho nên là thầy cũng lướt thôi ha. Chắc các bạn hiểu rõ bản chất. Góc lật này thì chúng ta cũng làm rồi nhé. Chúng ta tạm dừng cái bài bài này ở đó. Nay chúng ta sang cái chủ đề đó là công của lực điện và hiệu điện thế. Công của lực điện và hiệu điện thế nha các bạn. Thì thầy sẽ mượn cái chỗ trọng này. Thầy nhắc lại cái kiến thức lớp 10. Đó là khi một vật mà nó được đặt trên sàn, một vật nặng được đặt trên sàn, sau đó gì đó chúng ta tác dụng vào vật nặng một lực, chúng ta tác dụng vào vật nặng một lực F làm cho vật nặng này di chuyển được một đoạn đường là S, và F của các bạn đang hợp với phương ngang một góc là alpha. Được chưa ạ? Giả sử ban đầu vị trí của vật ở đây, sau đó vị trí của vật ở đây, thì lúc này vật đã đi được một cái đoạn đường là S. Như vậy lúc này công của lực chỉ là A bằng cái gì các bạn? Bằng F đúng không? Nhân với S, nhân với cos của góc alpha. Đó là về khái niệm công của lực mà chúng ta đã được tiếp cận ở lớp 10. Giờ chúng ta cũng sẽ tiếp cận với cái công thức này. Nhưng mà dưới là lực ở đây là lực cơ học. Còn bây giờ á, lực ở đây chính là lực điện. À, lực điện mà tác dụng lên một cái điện tích có khối lượng nhé. Có khối lượng là M. Đặt vào hoàn cảnh khác nữa, các bạn cũng có đã từng học hay. Giả sử bây giờ thầy có một cái vật nặng M. Ban đầu nó đang ở độ cao là H1. Đang ở độ cao là H1 các bạn. Sau đó là gì đó? Các bạn ném hoặc thả. À, ném hoặc thả. Sau đó đến vị trí này. Đến vị trí này. Và lúc này nó đang cách mặt đất một cái độ cao là H2. À, thì lúc này á, người ta nói rằng là trọng lực đã sinh công. Nhá, trọng lực đã sinh công và công của trọng lực à, người ta còn gọi là công của lực thế. Thì trong trường hợp nào là công của lực thế thì các bạn thấy là ở đây á, công của trọng lực nó không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi, dù cho hình dạng đường đi như thế nào à, thì công của trọng lực trong trường hợp này A chỉ là bằng gì nè? À, bằng gì các bạn nhé? Các bạn nhớ không? Chỉ là bằng P đúng không? Nhân với H1 trừ đi H2.
Đó. Nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi nha các bạn, nó chỉ phụ thuộc vào cái độ cao lúc đầu và độ cao lúc sau. Đó. Thì đó gọi là cống của trọng lực, và cống của trọng lực người ta gọi là cống của lực thể. Thì vô chủ đề tiếp theo này, đó là chủ đề 4 ha, thì cống của lực thể và hiệu điện thể là như thế nào. Bây giờ thầy sẽ thầy đặt gì đó hai cái bạn tụ, bạn bên này tích điện dương và bạn bên này tích điện âm. Nhiệm vụ của hai cái bạn này để làm gì? À, để nó tạo ra một được một cái điện trường đều E. Điện trường đều E. Giả sử ban đầu thầy đặt một cái điện tích tại cái vị trí N-M. Tại vị trí N-M. Sau đó dưới tác dụng của cái lực điện ha, à, thì các bạn biết rằng là F bằng Q nhân với E. Đúng không ạ? Dưới tác dụng của lực điện F bằng Q nhân với E. Thì cái điện tích tại đây nó có thể dịch chuyển theo một cái đường đi bất kỳ, nhưng mà sau đó nó đến điểm N. Nó đến điểm N. Từ từ điểm M này này, thầy chiếu xuống đây thì thầy được là M phẩy. Và từ điểm N này thầy chiếu xuống đây thì thầy được N phẩy. Thì rõ ràng các bạn thấy lúc này ở đây cái hình dạng đường đi nó có thể phức tạp, nhưng mà gì nè, theo đường chim bay ha, thì cái điện tích này mới chỉ đi được cái đoạn M phẩy N phẩy thôi. À, thì lúc đó áp dụng cái công thức tính cong mà các em đã học ở lớp 10 thì chính là bằng F nhân S đấy nhé, bằng F nhân với S, được không ạ? F nhân S, F ở đây á chỉ là bằng Q nhân với E, đúng không? À, còn MN ở đây chỉ là khoảng cách. À, người ta gọi M phẩy N phẩy chỉ là khoảng cách giữa hai cái điểm M và N. Thì lúc đó cống của lực điện chỉ là bằng F à, nhân với gì ạ? Nhân D. D chỉ là khoảng cách nha các bạn. Mà F chỉ là bằng QE. À, còn D giữ nguyên, cho nên là gì nè? Cống của lực điện trường khi làm gì nè, dịch chuyển một cái điện tích từ vị trí M đến vị trí N chính là bằng độ lớn của lực F nhân với khoảng cách giữa hai điểm các bạn. Đó. Thì D ở đây á à, được hiểu là bằng S nhân với cột alpha nha các em. F nhân với cột alpha. À, nhớ nhá. Như vậy là chúng ta xét một cái điện tích Q này, đặt trong điện trường đều E, nó sẽ chịu tác dụng là cái lực điện là F bằng Q nhân với E. Thì lúc này cống của lực F ở này á nó sẽ bằng gì đó? Cụ thể là bằng Q nhân với E nhân với D. Trong đó D của các bạn này chỉ là bằng S nhân với cột alpha. Là nó y chang với công thức gì các bạn? Y chang với công thức là A bằng F này nhân với S này nhân với cột alpha đã học ở lớp 10. Các em rõ không ạ? Thì còn tầm khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ giải quyết một số câu hỏi lý thuyết liên quan tới cái cộng của lực điện trường. Ở trên đã có nói rồi ha, ở đây chẳng qua là A bằng QAD thôi. Đó nè, tại sao đây phải chừa khoảng trống nhiều thế này nhỉ? À, để có bạn nào hỏi thì tôi rep đấy. Không hỏi thôi. Qua câu khác đúng không? Như vậy cộng của lực điện trường nhớ cho A bằng Q E D. À, các bạn phải học nhé. Rồi, lực điện trường là lực thể. À, là lực thể này. Vì sao? Vì cộng của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi nha các bạn. Đường đi có như thế nào đi chăng nữa mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi. Được chưa? Nhớ nha. Cống của lực điện trường à, hay còn gọi là gì nè? Là lực thể đấy. Lực điện trường là lực thể đấy. Vì cống của nó là không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.
Câu 3. Công của lực điện tác dụng lên một cái điện tích Q. Khi nó dịch chuyển từ M đến N trong điện trường thì nó sẽ như thế nào các bạn? Này, tôi viết lại rõ nhé. A bằng Q nhân với E nhân với D, tức là bằng Q E nhân với S nhân với cột alpha các bạn. Được không ạ? Như vậy là nó có tỷ lệ thuận với chiều dài của đường đi không? Nó có tỷ lệ thuận với chiều dài đường đi không? Nó có tỷ lệ thuận với độ lớn của điện tích không? À, như vậy đường đi có thể như thế này. Giả sử nhé, NE của các bạn là hướng sang phải. NE của các bạn hướng sang phải. Mà bây giờ thầy cho một cái điện tích nhé. Thầy cho một cái điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N như hình vẽ. Điểm M đến điểm N như hình vẽ. Thì lúc này á, do cái đoạn MN các bạn này nó vuông góc. Đấy á, do đoạn MN của các bạn nó vuông góc về thằng E. Cho nên á, dẫn đến thằng alpha của các bạn á, cái góc alpha này là góc hợp bởi giữa này cái hướng của đường đi với cái ấn vector E. Được chưa ạ? Thì lúc này alpha của các bạn bằng 90 độ. Mà cốt của 90 độ thì bằng 0. Rõ ràng như vậy á, các bạn thấy rằng là cái đường đi MN như thế này á, cho dù nó có bao xa đi chăng nữa, nhưng mà trong trường hợp mà nó đi vuông góc thì công lúc này sẽ bằng 0. Không có tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch gì cả. Hoặc là tùy thuộc vào cái góc nữa. Ví dụ như cái vector E của các em như thế này. Vector E của các em đi như thế này. Nhưng bây giờ cái điện tích nó, các bạn nó đi như thế này. Đi từ M đến đến N. Thì lúc này cái góc của các bạn ấy, lại là góc tù. Tức là alpha của các bạn bây giờ lớn hơn 90 độ. Mà đối với cả góc mà lớn hơn 90 độ thì cốt của nó sẽ lớn hơn 0. À bé hơn 0, nhầm. Lúc đó công của các bạn âm. Thì lấy đâu mà tỷ lệ thuận. Cho nên cái ý đầu tiên của các bạn hoàn toàn sai. Được chưa? Ở đây ví dụ cái điện tích của các bạn tăng, đúng không? Cái điện tích của các bạn tăng thì rõ ràng công của lực nó sẽ lớn. Mà ngược lại cái điện tích này nó bé, đúng không? Thì công của các bạn sẽ bé. Cho nên là gì nào? Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một cái điện tích Q từ điểm M đến điểm N, nó sẽ tỷ lệ thuận nhá. Nó sẽ tỷ lệ thuận với cái độ lớn của điện tích. Được chưa ạ? Ở đây trong cái công thức này có yếu tố thời gian các bạn. Rõ ràng là không có yếu tố thời gian, đúng không? Cho nên là các bạn thấy rằng là nó không có tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch gì về thời gian cả. Được chưa ạ? Dịch là nó ngủ hết chưa? Khi này là thấy 14. Bây giờ còn lại 11. 11 là trong đó có tôi về thêm cái máy của tôi nữa, còn lại thành 9. Khi này là 14 đang nghe chứ bây giờ nó hay online ơi là online. Anh Quốc An ơi, alo Quốc An, điểm danh của giờ gãy coi ra Long. Long vắng mặt. Cho cái chủ nhiệm này là chủ phòng. Long vắng mặt. Ngọc Khánh. Hỏi chấm vắng mặt thấy. Ủa em còn đây mà, em còn sống nhăn răng mà thấy. Tôi gọi ba bốn lần đấy. Em không biết, em còn sống này mà. Bật không được, ok. Ngọc Khánh. Bùi Phương. Điểm danh nào, điểm danh của giờ rồi nghỉ nào. Có mặt. Quang Minh.
Có mặt. Thân vân. Thân vân lần hai. Thân vân vắng mặt. Bùi thảo. Em đây. Cho bạn ghế bay. Tín. Kim tín. Vi ngô. À, kim tín Có có. rồi. Giỏi ghế bay. Đó. Nè nè. Chỉ có chị Bùi Phương này đang thấy. À, Bùi Phương đây. Ok. Giỏi đấy chứ. Chỉ có chị Ngọc Khánh là gì đâu. Đi đâu rồi ạ? Xong câu 3. Câu 4. Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần. Cái độ dài nó chưa có gì đó. Chưa có đủ cơ sở để các bạn xác định. Thêm chỉ là Ely Hoàng. Ely Hoàng là ra đi rồi phải không? Cho nên các bạn, cái độ dài đường đi nó chưa có đủ cái điều kiện để các em là xác định cái độ lớn của cong đâu nhá. À, nó còn tùy thuộc vào cái góc này nữa các em này. À, giống khi này thầy nói đấy, giống cái trường hợp này. À, là đi từ M đến N nhé. Đi từ M đến N của đoạn đường là có thể là 100 km, 200 km. Nhưng mà nó vuông góc với thằng E này thì cong của lực nó sẽ bằng không ngay. Được không ạ? Cong của lực sẽ bằng không ngay. À, cho nên là cái độ dài đường đi này các bạn chưa có đủ cơ sở để các bạn là xác định được cái cong của lực điện, mà còn phải phụ thuộc vào góc, rồi còn phụ thuộc vào độ lớn của điện tích quy đồ thế này thế kia nữa nhé. Cho nên các bạn chưa có đủ cơ sở để các bạn tính nhé. Rồi, ok, có lẽ chúng ta buổi chiều hôm nay chúng ta dừng ở chỗ này. Vì hôm sau thầy dựa trên cơ sở lý thuyết này thầy giảng lại xí rồi thầy đưa các em vào các cái vấn đề luôn chứ. Bây giờ mà chỉ đó nói sơ sơ như thế này hôm sau các em quên nữa nha. Rồi, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Ai theo Pháp thì ra đi tìm đường cứu nước rồi đấy. Bye bye nha. Hai ba cái số đỏ rồi thầy ơi. Bay cái số đỏ rồi hả? Bài gì chơi ấy mà. Ừ, cứ Bye theo bye Pháp là thầy. bay.